bác sĩ trẻ kiên quyết từ bỏ Mỹ, quyết tâm về Việt Nam cống hiến cho ngành y của Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả thân mến của Niên Sử Hào Hùng. Em xin hỏi các bạn một câu nhé. Nếu sau khi xuất viện rồi mà bạn được bác sĩ chữa trị của mình gọi điện thì sẽ cảm thấy như thế nào? Riêng Ad thì thấy có chút hoang mang và ngạc nhiên các bạn ạ. Tại sao mình khỏi bệnh rồi mà còn nhận được điện thoại của bác sĩ nhỉ? Nhiều người sẽ phải giật mình cho mà xem. Ấy thế mà đã có một bác sĩ trẻ duy trì thói quen này trong suốt những năm tháng hành nghề của mình đấy các bạn ạ. Bác sĩ trẻ này là ai thế nhỉ? Vì lý do gì mà vị bác sĩ trẻ này lại là một chuyện kỳ lạ như vậy? Hãy theo dõi tiếp video này và bạn sẽ biết được câu trả lời ngay thôi. Các bạn thân mến, vị bác sĩ ấy chính là anh Trần Hoàng Minh, 31 tuổi, làm việc tại khoa cấp cứu Bệnh viện Gò Vấp. Anh từng học trường Đại học Houston, Mỹ và tốt nghiệp Đại học Queensland, Úc. Tuy sống ở nước ngoài trong suốt một thời gian dài, nhưng trong suốt quá trình cấp cứu cho hàng nghìn bệnh nhân, chưa bệnh nhân nào biết bác sĩ Minh từng sống ở Mỹ. Nguyên nhân là vì anh nói tiếng Việt rất chuẩn, không bị lơ lớ một chút nào luôn ấy. Năm 8 tuổi, Minh sang Mỹ ở cùng gia đình. Hơn 20 năm sống ở Mỹ, nhưng hàng ngày ba mẹ Minh đều nói chuyện với con bằng tiếng Việt, nên anh vẫn thông thạo tiếng mẹ đẻ. Hơn nữa, mỗi kỳ nghỉ hè, anh Minh cũng được ba mẹ cho về thành phố Hồ Chí Minh thăm bà nội, họ hàng. Anh luôn được ba mẹ nhắc nhở rằng, là người Việt Nam, một ngày nào đó có cơ hội quay về Việt Nam thì con phải nói được bằng tiếng Việt. Sau 4 năm học tại trường Đại học Houston, Mỹ, Minh lấy bằng cử nhân dự thi và học tiếp tại trường Đại học Queensland, Úc. Ngày đó, Minh quyết định sang Úc học ngành y và tốt nghiệp trường Đại học Queensland. Đây là tấm vé vàng giúp anh có quyền hành nghề bác sĩ tại cả Mỹ và Úc. Thế nhưng quyết định của anh trước giờ vàng lại khiến ai nấy ngỡ ngàng. Minh đột ngột thay đổi quyết định và chuyển hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Ngạc nhiên cũng phải thôi, để tốt nghiệp bác sĩ ở nước ngoài rất tốn phí và cực kỳ khó khăn, nhất là tại Mỹ. Nhưng khi đã tốt nghiệp được rồi thì con đường sự nghiệp của anh được mở sẵn. Rất nhiều bệnh viện đã đề nghị anh về làm việc cho họ. Để giữ chân một nhân tài như thế này, họ sẵn sàng chi một số tiền cực khủng. Nếu các bạn nghe xong chắc hẳn phải miệng chữ O mồm chữ A đấy nhé. Mức lương trung bình đã là 50.000 đô la Mỹ trên một năm, tương đương với 1 tỷ 152 triệu 750.000 đồng tiền Việt Nam và tăng 2 đến 4.000 đô la Mỹ mỗi năm tiếp theo. Riêng anh thì các bệnh viện ưu ái hơn với mức lương khởi điểm cao hơn nhiều con số này. Các bệnh viện cũng tranh nhau hứa hẹn sẽ tạo mọi điều kiện giúp anh phát triển kỹ năng và thăng tiến nhanh nhất. Đấy cũng là cách chiêu mộ nhân tài cực hiệu quả các bạn ạ. Thế nhưng tiền tài, danh vọng ở chốn hoa lệ vẫn không hấp dẫn anh bằng đất nước Việt Nam thân thương. Anh nhất quyết từ chối và nghe theo con tim của mình. Phải rời xa vòng tay yêu thương của ba mẹ, thay đổi một cuộc sống đáng mơ ước tại quốc gia bậc nhất thế giới. Dù khó khăn nào cũng không làm cho mình cảm thấy dao động về quyết định lần này của mình. Tháng 7 năm 2015, mình từ Mỹ về Việt Nam. Bởi lẽ anh mang trong mình khao khát cống hiến cho quê hương sâu sắc và đặc biệt anh được truyền động lực thông qua sự ủng hộ nhiệt tình của ba mẹ. Khi được hỏi về điều này, anh Minh luôn mỉm cười và nhắc lại lời của ba mẹ một cách trân trọng. Con thích làm việc ở đâu thì con ở đó, miễn là nơi đó con cảm thấy vui, ba mẹ luôn ủng hộ con. Anh thực sự muốn góp sức mình phục vụ cho người bệnh tại quê nhà. Cách chọn bệnh viện để công tác cũng thật lạ các bạn ạ. Trước khi quyết định chọn bệnh viện nào để nộp hồ sơ xin việc, mình tự chạy xe máy đến nhiều bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh, đóng vai người bệnh để quan sát cách tiếp nhận, phục vụ của từng bệnh viện. Và anh chọn bệnh viện quận Gò Vấp là nơi cống hiến của mình. Tại sao em lại xin về đây? Ngay khi thấy hồ sơ của ứng cử viên này, giám đốc bệnh viện tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi đi hỏi lại như thế. Ông cũng biết là thu nhập tại các bệnh viện công không bằng các bệnh viện tư và càng chênh lệch rất nhiều so với thu nhập của bác sĩ làm việc tại Mỹ. Lúc đó Minh trả lời, em đi làm chỉ vì yêu thích công việc, em không đặt nặng về lương, em nghĩ đủ sống là được rồi. Từ ngày đi làm, Minh mắc bệnh nhớ bệnh viện, tự nguyện phục vụ bệnh nhân, đến sớm về trễ hơn giờ quy định. Các bệnh nhân đến khoa cấp cứu bệnh viện Gò Vấp đều cảm nhận được ở Minh một bác sĩ rất ân cần, nhẹ nhàng và tận tụy với bệnh nhân. Càng tiếp xúc với bệnh nhân, bác sĩ Minh càng cảm thấy thương họ nên làm được việc gì giúp bệnh nhân là anh làm ngay. Giúp bệnh nhân đi đóng viện phí, hướng dẫn nhiều lần cho các cụ già, bỏ tiền mua bình nước để ngay trong khoa cho bệnh nhân uống.
viết một phần mềm phục vụ bệnh nhân. Nhiều không đếm xuể những công việc anh tự nguyện làm cho bệnh nhân của mình. Không chỉ quan tâm người bệnh khi họ tới khám và nhập viện, ngay cả những người đã ra viện cũng được bác sĩ Minh hỏi thăm thường xuyên. Anh Phạm Văn Chính, một người cha có con gái đã điều trị ở bệnh viện quận Gò Vấp, từng kể lại rằng: "Sau khi con gái tôi được xuất viện, hai ngày sau, bác sĩ Minh gọi điện cho tôi hỏi thăm cháu có ăn uống được không, có đi tiêu chảy hay không. Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay đưa con đi khám bệnh nhiều lần nhưng chẳng thấy bác sĩ nào như thế. Chúng tôi tự hỏi ông bác sĩ này ở đâu ra mà tốt thế nhỉ? Nếu sau này con tôi có bệnh, chắc chắn vợ chồng tôi sẽ quay lại để nhờ bác sĩ Minh điều trị." Đôi khi bác sĩ Minh còn tìm đến tận nhà bệnh nhân vì không liên lạc được với họ qua số điện thoại. Bác sĩ Minh chia sẻ cách làm việc như vậy sẽ cho phép anh biết kết quả điều trị của mình thế nào để rút kinh nghiệm cho những lần điều trị tiếp theo. Khi mọi người hỏi anh sẽ ở Việt Nam luôn hay chỉ phục vụ bệnh nhân một thời gian rồi lại quay về Mỹ, Minh trả lời ngay không cần đắn đo rằng anh đã định cư ở đây. Anh còn khoe đã được nhập hộ khẩu, được cấp chứng minh nhân dân và là người Việt Nam 100% rồi đấy. Giám đốc bệnh viện nhìn cách làm việc của bác sĩ Minh mà lòng phấn khởi vô cùng. Ông nhận xét: "Trong thời gian làm việc tại bệnh viện, tôi thấy Minh là một bác sĩ được đào tạo bài bản, làm việc rất có trách nhiệm. Minh khiêm nhường, thân thiện với đồng nghiệp và đặc biệt rất yêu thương, tận tình phục vụ bệnh nhân. Minh luôn trăn trở để làm sao có thể điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất, để họ cảm thấy hài lòng nhất. Tôi thật sự quý trọng chàng trai trẻ này và mong muốn tinh thần làm việc của cậu ấy sẽ được lan tỏa mạnh mẽ tới các y bác sĩ khác." Tài năng tâm huyết của anh đã thu hút đông đảo cư dân mạng. Họ luôn dành những lời khen có cánh, những lời cảm ơn cho anh ngay trên mạng xã hội. Để trích nguyên văn mấy bình luận cho các bạn nghe nhé. "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Bác sĩ ân cần, chu đáo, cấp cứu rất có kỹ thuật, nhờ thế mà tôi đã hồi phục nhanh chóng. Ôi là trời, bác sĩ vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại tài giỏi ân cần. Ông chồng quốc dân đây rồi. Giá mà tôi được làm việc ở bệnh viện này, được làm việc cùng một đồng nghiệp tuyệt vời như này thì còn gì bằng. Lương ở Mỹ dành cho bác sĩ cực khủng luôn ấy. Là một tháng có thể sống cả năm không hết, nhưng anh vẫn quyết định về cống hiến cho đất nước. Tự hào quá." Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về vị bác sĩ trẻ đầy tài năng và lòng yêu nước này? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới giây phút này của video. Nếu thấy hay, hãy like, share và nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh nhé! Xin chào và hẹn gặp lại trong các chủ đề tiếp theo của chúng mình nha!